Vâng, rất vui khi lại được gặp các bác trong những cái video tiếp theo của shop các bác nhé. Trong video này thì em sẽ giới thiệu cho bác về ba cái mẫu bơm máy nhé. Đây đều là những cái ba những cái mẫu bơm máy từ cái loại cao cấp cho đến loại bình dân được anh em tin tưởng và sử dụng khá là nhiều. Các bác nào đang chơi mà dùng bơm tay ấy, thì các bác cố gắng theo dõi hết cái video này xem để sau các bác có nhu cầu nâng cấp bơm lên đài bơm thì các bác có thể chọn cho mình những cái chiếc bơm máy phù hợp với túi tiền của mình các bác nhé. Đấy. Thì vẫn như thường lệ thì để giao dịch thành công và vui vẻ, bác có thể vui lòng gọi điện trực tiếp đến hai đầu số của shop để đặt hàng các bác nhé. Đấy, cái hai số điện thoại của shop đây có Zalo nhé. Còn là trước khi giới thiệu về bơm máy, em sẽ giới thiệu qua cho các bác một cái con bơm tay có thể nói là thời điểm hiện tại bây giờ là ngon bổ rẻ các bác nhé. Đấy, ngon bổ rẻ đó. Là con bơm này là bơm đồng hồ to lọng ẩm to các bác nhé. Đồng hồ to lọng ẩm to này, chân gấp đấy, chân gấp con này rất chi là xịn sò rồi. Con này giá trên thị trường đang bán là 1.200.000 các bác nhé. 1.200.000. Hôm nay em bán cho các bác giá chỉ còn 1.000.000 các bác nhé. 1.000.000 các bác lưu ý. 1.000.000 con bơm đồng hồ to lọc ẩm to, bơm VIP hiệu sư tử chân gấp các bác nhé. Đấy, con này thì có bầu lọc ẩm than hoạt tính đằng sau các bác nhé. Đấy, cam kết các bác mức giá em đưa ra cho các bác là một mức giá tốt nhất trên thị trường ở thời điểm hiện tại nhé. Cái này thì em khẳng định các bác là 1.000.000 thì không chỗ nào em bán cho các bác con bơm này với một mức giá rẻ như này nhé. Các bác lưu ý này. Đồng hồ to này, lọc ẩm siêu to khổng lồ này. Đấy, trên thị trường các bác bán ấy, thì những con bơm đồng hồ nó cũng to nhưng lọc ẩm nó không được to như thế này đâu. Nó lọc ẩm màu đen nó bé lắm. Đấy, những cái đấy nhập nó rẻ tiền hơn mà người ta lại bán đắt hơn các bác. Đấy, chứng tỏ là các ông ăn dày ăn cả tất các bác. Đùa các bác vui vậy thế thôi nhé. Đấy, em thì hôm nay khuyến mại cho anh em con này còn 1.000.000 các bác nhé. 1.000.000 con bơm đồng hồ to lọc ẩm to, có lọc ẩm than hoạt tính đằng sau. Con bơm này là bơm mẫu mới nhé, của anh em dùng cũng khá là nhiều. Đấy, con này thanh lý cho anh em giá 1.000.000, hàng rất chi là nhiều, quan trọng là các bác chốt đến đâu thôi nhé, 1.000.000 thôi nhé. Đấy, còn em xin phép các bác một chút, em giới thiệu cho bác về bốn cái mẫu bơm nhé, bốn mẫu bơm máy. Đấy, bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh em từ con rẻ cho đến con đắt trước nhé. Đấy, hôm nay em nhập một số lượng lớn về để phục vụ anh em. Đấy, hàng đã về, có đủ các loại mẫu bơm để phục vụ cho bác, từ các bác nhu cầu tài chính ít tiền cho đến trung bình cho đến cao cấp các bác. Đấy, tầm tiền nào thì có mẫu bơm ấy, giá cả thì luôn luôn chất lượng rồi. Đây, bây giờ lên cho bác con rẻ nhất thì lên cho bác con ACE. Đấy, con này thì là vua phân khúc bơm giá rẻ các bạn. Đấy, nói rẻ thôi nhưng mà chất lượng nó không rẻ đâu các bác. Chất lượng thì rất chi là ok. Con này em đánh giá cao về chất lượng, với sự bền bỉ và độ ổn định của bơm nhé. Em đánh giá con này giá thì vô cùng hợp lý, không có mẫu nào qua mặt được con này nếu nói về giá cả nhé. Cái mẫu bơm AC này có ốc chống cháy nổ đây các bác nhé. Đấy, đồng hồ hơi áp đây, dây đây. Về các bác chỉ cần đấu máy hút nước ở trên và nước ra ở dưới nhé. Đấy, con này thì cũng có ốc chống cháy nổ khá là an toàn. Mẫu này bao cho anh em bơm khá là nhanh nhé, khá là nhanh này. Con bơm này hiện tại đang ở bên em bán với giá bao nhiêu ạ? Con bơm này bây giờ em bán cho bác giá chỉ còn 3.000.000 nhé. Bao ship tận nhà cho anh em. Đấy là giá chưa có thương lượng nhé. Bác nào muốn mua được một mức giá tốt hơn thì cũng có thể gọi điện đến hai đầu số của shop để ép giá và thương lượng thêm thôi nhé. Đấy. Con này bảo hành cho em máy móc động cơ đầu bò 12 tháng các bác nhé. Nên các bác cứ yên tâm khi sử dụng nhé. Đấy. Chứ còn các bác thoát được cảnh bơm tay, các bác lên đời bơm máy em cũng rất chi là vui và chúc mừng các bác đấy. Vì dùng bơm tay thì thôi rồi, nó mệt thì khỏi phải nói. Bơm xong chỉ muốn vứt mẹo đi đúng không các bác? Nói đùa vậy các bác thôi nhá. Đây, em lên cho bác con bơm thứ hai. Con bơm thứ hai lên cho các bác vậy, em con bơm Seasonsin. Hàng đã về cập bến khá là nhiều để phục vụ cho tất cả các em đam mê. Con này thì hiện tại thời gian vừa rồi là luôn trong tình trạng cháy hàng các bác nhé. Đấy, bên em vừa cập bến một số lượng lớn để phục vụ cho tất cả anh em đam mê trên mọi miền tổ quốc. Đấy, con này bây giờ giá bao nhiêu ạ? 3.900.000 các bác, 3.900.000 bao gồm cước phí vận chuyển đến tận nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác cũng kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái dòng bơm COC này thì bền bỉ theo thời gian này, giá cả cũng hợp lý đấy, mà anh em dùng rất chi là ok. Vì sao ạ? Vì con bơm này đã được thời gian vào 5 tháng chứng minh rồi các bạn. Đấy, nó dùng cực kỳ lành và ổn định đấy. Giá thì bây giờ cũng rất là rẻ đấy. Trước đây các bạn muốn sờ vào con bơm này các bạn phải bỏ ra khoảng hơn 1 lít. Giờ em bán bao nhiêu? 3.900.000, bao ship tại nhà cho các bác nhé. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi thanh toán các bạn nhé. Đấy, đấy là quyền lợi của anh em nha.
Con giới thiệu cho bác con cuối cùng nhé. Cuối cùng lên cho bác và anh em con bơm này cực kỳ là xịn xò rồi. Có thể nói là không còn cái ngôn từ hoa mỹ nào để tả nổi về con bơm này các bác. Vì sao ạ? Đây là một con bơm này. Quang nhìn này, đến từ thương hiệu Hyundai các bác nhé. Đến từ thương hiệu Hyundai. Nó là một thương hiệu đẳng cấp quốc tế, thương hiệu toàn cầu. Nó không, con này thì chất lượng nhé. Chất lượng thì chất lượng các bác cứ yên tâm nhé. Chất lượng thì là theo tiêu chuẩn quốc tế rồi. Vì Hyundai họ sản xuất ra những cái sản phẩm được cả thế giới công nhận về cái độ bền bỉ và giá cả hợp lý. Đấy. Đấy. Các bác nhìn này, con này sẽ có đầu vòi lớn cực kỳ là thể thao và đẹp, khỏe khoắn đúng không các bác? Nhìn rất chi là phê. Trước đây khi em mới nhìn thoáng qua con này em cũng rất chi là thích con bơm này. Đấy, vì sao ạ? Vì đầu tiên là đầu vòi lớn, thứ hai full automatic. Đấy các bác nghe sướng không? Quá là sướng đúng không? Con này các bác dùng thì sướng cả một cuộc đời các bác. Đấy, vì sao mà thế? Các bác dùng con này cực kỳ là sướng khi các bác cài 100 cân, các bác bật máy, các bác ra kia uống cốc cà phê, quay lại đến 100 cân bơm nó dừng, các bác chỉ cần tháo ra các bác đi chơi thôi. Các bác cài 200 cân, 300 cân thì đến nó dừng lại, các bác chỉ cần bật máy lên và ra uống nước rồi một lát sau quay lại đã có đồ để mình chơi nhá. Cái tiếp theo là con này có ưu điểm nha. Đầu vòi lớn này bơm vào cực kỳ là khỏe các bác nhá. Đấy, sau đây em sẽ test thử cho bác xem cái tính năng tự động ngắt và bơm cực kỳ là khỏe của con bơm này các bác nhá. Đấy. Đây, em để xin phép để này để các bác nhìn cho rõ nhá. Đó, các bác nhìn rõ chưa ạ? Đây, để em để máy quay dịch lên trên một chút nữa các bác nhá. Đấy. Để anh em nhìn cho nó rõ nhá. Đấy, nhìn gần vào cho nó sướng đúng không các bác? Con này thì các bác bớt một chút thời gian xem để em test video không nhé. Đấy, em test cho bác tính năng tự động ngắt và nó bơm lên cực kỳ là nhanh ấy. Con này thì em test qua, em sẽ không lắp máy bơm nước thôi nhé. Đấy, em test qua thôi. Còn về anh em dùng là anh em phải lắp máy bơm nước vào các bác nhé. Đấy, cái này em test qua thì không cần máy bơm nước thôi nhé. Các bác lưu ý nhé. Về các bác dùng là các bác phải cắm máy bơm nước vào thì mới chống được nhé. Cái này em test qua cho các bác xem thôi. Đây, cái này hiện tại em đang để mức áp là 200 cân các bác. Đấy. Đây, em bật máy lên xong em vặn van xả và đến 200 cân bơm sẽ tự động dừng lại các bác. Đấy. Cái này thì một cái tính năng rất chi là đáng đồng tiền bác ạ các bác. Đây, bật máy này. Thôi em bắt đầu lên rồi các bác nhá. Đấy, em không động gì vào đâu các bác nhá. Đấy, tí nữa thôi lên đến 200 cân cái. Đấy, các bác tự động dừng lại các bác nhá. Em không động gì công tắc ở đây các bác nhé. Đây các bác nhìn này. Lên đến 200 cân các bác nhé. 200 cân. Các bác nhìn thấy ok chưa? 200 cân em vặn van xả áp ra nhé. Đấy, các bác nhìn đồng hồ hơi nó đang xuống dần đấy, đúng không? Các bác nhìn thấy chưa? Ok chưa? Các bác cố gắng nhìn kỹ giúp em nhé. Đấy, đồng hồ hơi đang xuống, em xả to ra cho người không nhìn bác xem. Đấy. Các bác thấy qua bơm này thế nào ạ? Quá tuyệt vời, quá đẳng cấp đúng không? Rất chi là sang chảnh các bác nhé. Đấy, khi các bác dùng con bơm này thì nó thuộc một cái tầm đẳng cấp khác rồi các bác. Đấy, những anh em nào mà dùng cây cấu hình cao, các bác tay to thì các bác có thể tham khảo qua cái mẫu bơm này. Đây là một con bơm vàng trong làng chơi BCB các bác nhé. Đấy, khi các bác dùng con bơm này thì nó thuộc đẳng cấp khác nhé, thuộc diện đỉnh của chóp rồi các bác. Đấy thì cái sự khác biệt sẽ làm nên cái thương hiệu của các bác nhé. Đấy, sự khác biệt sẽ làm nên cái thương hiệu và đẳng cấp các bác. Đấy, đây là một cái mẫu bơm cao cấp, không phải ai cũng có tiền để sử dụng. Đấy, các bác lưu ý nhé. Và khi các bác đã sử dụng thì nó là một ở cái tầng thuộc đại gia rồi, những các bác tay to nhé. Còn bác nào mà điều kiện kinh tế hạn hẹp thì các bác có thể tham khảo qua những cái dòng rẻ kia, hoặc các bác cố thêm một tí lên đời con này cho em nhé. Mình dùng những con cao cấp thì nói chung là đắt thì sắt ra miếng các bác, giá cả luôn luôn đi đôi với chất lượng rồi. Con này bảo hành cho em máy móc động cơ đầu vòi 12 tháng nhé. Ok chưa? Thời gian bảo hành cực kỳ là dài. Đến nơi các bác kiểm tra hàng trước khi nhận cho các bác test thử nhé. Có test thử hàng đúng mẫu mã, đúng mô tả, đúng chất lượng thì các bác và anh em nhận hàng thanh toán cho shipper giúp em nhé. Đấy. Thì em xin báo giá lại tất cả các dòng bơm máy bên em đang bán ra cho bác nhé. Con bơm Hyundai đầu vòi lớn full automatic tự động ngắt, con này em đang bán giá công khai nhé. 4.500.000. Ship phút COD đầu kiểm đi 63 tỉnh thành, đến nơi cũng kiểm tra hay thanh toán. Con bơm CNC suốt một thời gian dài
vắng bóng trên thị trường. Hôm nay hàng đã về phục vụ cho anh em đam mê. Con COC giá là 3.900.000. Các bạn nào lấy mẫu AC ở ngoài cùng kia, mẫu bơm giá rẻ nhé, mẫu bơm giá rẻ, mẫu bơm bình dân, thì hiện tại em đang bán là 3 triệu đồng 3 ship tại nhà cho bác nhé. Đấy. Em cam kết các bác mức giá em đưa ra cho bác là mức giá tốt nhất trên thị trường, bảo hành chính hãng 12 tháng các bác. Đấy. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt các bác, hẹn gặp lại các bác và anh em trong video sau. Chúc các bác và gia đình luôn luôn khỏe, ấm no. Xin chào.